Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Sau một tuần nghỉ Tết, các đơn vị, doanh nghiệp tại thành phố đã tích cực quay trở lại với công việc. Tính đến 16 giờ chiều nay tại Việt Nam đã có tổng cộng 5 trường hợp dương tính với chủng virus corona mới. Một người bị bắn và cướp xe, cách không xa hiện trường vụ xả súng vào sòng bạc Củ Chi. Sau khi vượt qua West Ham, Liverpool đã chạm tay vào chiếc vô địch giải ngoại hạng Anh. Hôm nay, sau một tuần nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực quay trở lại với công việc. Khí thế lao động hăng say, tinh thần phấn chấn cùng kỳ vọng về một năm mới thành công là điều được ghi nhận. Từ 6 giờ sáng, anh Mai Xuân Tân, nhân viên bộ phận tiếp công dân ở văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã khởi hành từ nhà ở huyện Hóc Môn để kịp có mặt đúng giờ tại cơ quan. Trong năm 20 này sẽ kỳ vọng là giải quyết không có để hồ sơ tồn đọng và để làm sao là đạt cái chứng chỉ ISO cũng như là những cái mà kỳ vọng của người dân mong muốn. Theo ghi nhận, trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, số lượng người dân đến các cơ quan hành chính để làm thủ tục chưa nhiều. Dù vậy, các cán bộ công chức vẫn rất nghiêm túc, đúng giờ và tích cực giải quyết hồ sơ cho người dân kịp thời và nhanh chóng. Cán bộ ở đây làm việc rất là đúng giờ giấc và tiếp nhận hồ sơ rất rõ ràng. Có mặt tại đường vận hành lưới điện công ty điện lực Sài Gòn, các kỹ sư vẫn miệt mài bên máy móc thiết bị, chỉ đạo công tác khắc phục các sự cố điện, vận hành hệ thống điện hoạt động thông suốt. Đặc thù của cái ngành điện là phải giữ điện cho phục vụ người dân trong mấy ngày Tết, chủ yếu là hoàn thành được cái nhiệm vụ là thấy vui rồi. Hầu hết cán bộ, nhân viên, người lao động đều thực hiện giờ giấc nghiêm túc, phấn khởi trong ngày làm việc đầu tiên. Đây là tín hiệu vui cho một năm mới Canh Tý 2020 với nhiều thuận lợi và tốt đẹp. Tiếp theo là các thông tin liên quan đến dịch viêm phổi do nhiễm virus corona mới. Chiều nay, 30 tháng 1, Bộ Y tế chính thức xác nhận có thêm 3 người Việt Nam dương tính với nCoV, trong đó 2 ca điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, một ở Bệnh viện Thanh Hóa. Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận 5 ca bệnh viêm phổi Vũ Hán, trong đó 2 bệnh nhân ban đầu là người Trung Quốc sang. Còn Sở Y tế thành phố Đà Nẵng hôm nay cho biết đã xác định được 28 trường hợp âm tính trong tổng số 53 trường hợp nghi nhiễm. Hiện Đà Nẵng và các tỉnh thành khác, trong đó có Đắk Lắk, đã xây dựng phương án ứng phó, tăng cường các trang thiết bị y tế, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Tính từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận và cách ly điều trị cho 53 trường hợp nghi nhiễm virus corona. Hiện bệnh viện đã cho xuất viện 29 trường hợp và đang tiếp tục cách ly theo dõi 24 trường hợp, gồm 8 người nước ngoài, 16 người Việt Nam. Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng đang tiếp tục theo dõi 25 trường hợp tại cộng đồng. Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, thành phố Đà Nẵng đã chi gần 20 tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị y tế cần thiết. Còn tại Tây Nguyên, hôm qua, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng cho biết đơn vị đã có kết quả xét nghiệm và khẳng định một bệnh nhân nhập viện trước đó không bị lây nhiễm bởi virus corona như mạng xã hội đã loan tin. Bệnh nhân này có mấy yếu tố, một là có yếu tố là di chuyển trên đường dài và ở nước ngoài về. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân có sốt, thì bệnh viện cũng đã tiến hành cho nhập viện và để điều trị và theo dõi. Hiện tại thì tình trạng bệnh nhân ổn định. Hiện Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã cách ly toàn bộ khoa truyền nhiễm có sức chứa 200 bệnh nhân thành một khu vực riêng. Bệnh viện cũng vừa tiếp nhận 90 bộ quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế. Cùng với các địa phương, chính phủ cũng đã khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, chính phủ yêu cầu các Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần nắm rõ số lao động Việt Nam thường xuyên sang làm việc tại Trung Quốc, kịp thời khuyến cáo người lao động tránh đi vào vùng dịch. Đặc biệt, các đơn vị cần ra soát, quản lý số lao động người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam làm việc sau Tết, cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona. Ngoài ra, các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly điều trị, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân, đảm bảo đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng chống dịch theo phương châm tại chỗ. Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ ngành khẩn trương công bố danh sách các cơ sở y tế có khả năng điều trị bệnh viêm phổi cấp trên các phương tiện website của cơ sở khám chữa bệnh, website của Sở Y tế, website hành chính công của tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Các đơn vị này đồng thời phải gửi danh sách để công bố trên website của Bộ Y tế. Còn tại Trung Quốc, sau khi khu tự trị Tây Tạng ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới trong sáng nay, thì như vậy, tất cả các tỉnh thành ở Trung Quốc đại lục đều có người nhiễm bệnh.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận, tính đến 7 giờ sáng 30 tháng 1, có 170 người chết. Số ca nhiễm ở Trung Quốc là 7.711, trong khi số ca nghi nhiễm là hơn 12.000. Những con số này được cho là sẽ còn tăng cao hơn nữa trong vòng 24 giờ tới. Trước đó, ngày 29 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố việc chủng virus corona lây truyền ở ba nước Đức, Việt Nam, Nhật Bản là đáng lo ngại. Việc này sẽ được các chuyên gia của WHO đánh giá khi nhóm họp lần nữa để xem xét liệu có tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không. Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Geneva sau chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày, Tổng giám đốc WHO cho biết nhóm chuyên gia quốc tế được nhất trí cử tới Trung Quốc sẽ bao gồm nhân viên của Liên Hiệp Quốc và các nước cần đưa ra những dàn xếp song phương để cử chuyên gia của mình. Phần Lan hôm qua đã xác nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên tại quốc gia này là một công dân Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Hiện công dân này bị cách ly tại bệnh viện ở Lapland và 15 người khác từng tiếp xúc với người này cũng đang bị theo dõi. Trong khi đó, các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc cũng bắt đầu ngừng hoặc thu hẹp hoạt động. Google ngày 29 tháng 1 đã tạm thời đóng cửa tất cả các văn phòng chi nhánh tại Trung Quốc đại lục, đặc khu Hồng Kông và vùng lãnh thổ Đài Loan. American Airlines và United Airlines cũng thông báo đã ngừng một số chuyến bay đến Trung Quốc. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cũng đã công bố ảnh minh họa virus corona mới. Trong hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ họp kín để cân nhắc có nên ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu đối với dịch bệnh do virus corona hay không. Đây là lần thứ ba trong vòng một tuần WHO tổ chức họp. Chuyển sang các thông tin khác, sợ đi làm, rối loạn tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ là những biểu hiện mà nhiều người có thể mắc phải sau kỳ nghỉ lễ, nghỉ Tết. Các triệu chứng này nếu không được khắc phục kịp thời sẽ dẫn đến một số rối loạn về tâm lý. Vậy cần làm gì để lấy lại sức khỏe và tinh thần sau những kỳ nghỉ kéo dài? Thức khuya, vui chơi thâu đêm, ngủ dậy muộn, ăn uống không lành mạnh trong kỳ nghỉ Tết sẽ khiến đồng hồ sinh học thay đổi. Từ đó hình thành những thói quen sống không lành mạnh. Thường nó sẽ làm cho em cái cảm giác như là em không muốn làm việc gì cả. Kiểu muốn là Tết quay trở lại đi để mình có thể đi chơi vui vẻ hơn. Sau khi nghỉ Tết xong thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi và muốn quay lại cái thời gian mà nghỉ Tết. Theo các chuyên gia tâm lý, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ có thể dẫn đến stress hay một số rối loạn về tâm lý. Thì chúng ta nên dành 1 đến 2 ngày trước đó để chúng ta người ta gọi là đề ba cho tinh thần và cơ thể của mình. Và quan trọng nhất là chúng ta lên dây cót tinh thần bằng gì? Bằng những cái kế hoạch mà chúng ta sẽ đặt ra trong một năm mới. Việc mà chúng ta có một kế hoạch, chúng ta biết chính xác mình cần phải làm cái gì và hình dung trước những cái kết quả chúng ta mong đợi, những cái đam mê của chúng ta để chúng ta có một cái động lực lớn. Hội chứng kỳ nghỉ sau Tết là điều rất bình thường và phổ biến. Tuy nhiên, không nên chủ quan mà cần có kế hoạch rõ ràng để thích ứng lại với nhịp sống và công việc bình thường, để tránh những ảnh hưởng không đáng có. Bánh chưng, bánh tét là món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhiều gia đình còn gói lượng số lượng bánh lớn để ăn dài ngày hoặc làm quà cho con cháu mang đi xa. Tuy nhiên, việc bảo quản, làm sao để bánh vẫn giữ được hương vị và an toàn không phải ai cũng biết. Việc bảo quản các loại bánh truyền thống không bị mốc hay lại gạo luôn là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Ngày mùng 1, 2, mùng 3 thì nhà mình sẽ đem xuống mình bỏ vào tủ lạnh cho bảo quản cho nó an toàn. Ở miền Nam thì cái khí hậu nó khá nóng á, nên là thường ra Tết một cái là mình sẽ bỏ bánh chưng vào tủ lạnh luôn để bảo quản được. Tránh tình trạng bánh bị mốc thì nên hơ bánh trên lửa, sau đó gói cẩn thận, bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh. Người dân cần lưu ý gói lại bằng màng bọc thực phẩm trước khi cho vào ngăn mát của tủ lạnh để tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Tương tự với trường hợp bánh đã sử dụng một phần, cũng cần gói lại bằng màng bọc thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh. Mà chúng ta giữ ngắn ngày thì ta có thể để ngăn mát nó khoảng chừng mười mấy độ, như vậy chúng ta có thể giữ được vài hôm cho đến một tuần. Nếu mà chúng ta đã bóc cái bánh chưng nó ra rồi thì chúng ta một là chúng ta phải dùng ngay. Nếu chúng ta không dùng ngay thì thông thường là chúng ta phải giữ trong ngăn đá tủ lạnh. Việc bảo quản bánh đúng cách sẽ đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Mặt khác, nó cũng giúp giữ nguyên hương vị của những chiếc bánh truyền thống. Đầu năm, nhiều người cũng chọn du xuân viếng cảnh chùa nhằm cầu mong sự yên bình trong năm mới, và Tiền Giang đặc biệt được biết đến với nhiều ngôi chùa cổ. Chùa Vĩnh Tràng nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Mỹ Tho, là ngôi chùa lớn nhất tỉnh Tiền Giang có từ thế kỷ 19. Chùa có kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Đặc biệt là những cây cột cái đeo long trụ cùng hơn 60 tượng Phật được đúc bằng các vật liệu khác nhau. Kiến trúc chùa rất đẹp, chạm khắc tinh xảo. Tôi đặc biệt ấn tượng với khuôn viên nhiều hoa và cây cảnh, ao hồ, giống như cái cảnh quan miền Tây sông nước. Chùa Sắc Tứ Linh Thú ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành tồn tại gần 300 năm. Hiện chùa còn lưu giữ nhiều cổ vật, kinh văn sắc phong của Du Gia Long.
Ở đây là có cái tiền nối của vua Gia Long vào đây, ở đây. Thành ra mình cũng phải giữ cho nét cho kỹ. Không chỉ ngắm kiến trúc độc đáo của các ngôi chùa, đây còn là dịp để du khách trải lòng mình trong không gian yên bình, gửi gắm những ước vọng bình an trong năm mới. Giá xăng dầu giảm đồng loạt kể từ 15 giờ ngày hôm nay, 30 tháng 1, với mức điều chỉnh từ 200 đến 791 đồng mỗi lít. Thông tin được Liên Bộ Tài chính Công Thương công bố, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán xăng E5 RON92 cao nhất là 19.268 đồng một lít. Xăng RON95 có mức trần mới là 20.122 đồng một lít. Ngoài ra, dầu diesel là 16.136 đồng một lít, dầu hỏa là 15.062 đồng một lít. Tiếp theo trong chương trình, các công ty Mỹ Apple và Broadcom bị kết án phải trả hơn 1 tỷ đô la cho Viện Công nghệ California vì vi phạm bằng sáng chế. Xe lăn điện cứu cánh cho những người khuyết tật tại Kenya. Trở lại chương trình với các thông tin quốc tế. Tại Mỹ, dù phần lớn người dân được hưởng bảo hiểm y tế, nhưng rất nhiều người mắc bệnh tiểu đường vẫn phải tự trang trải thuốc men. Chi phí điều trị có thể lên đến nhiều ngàn đô la mỗi tháng. Ở một bãi xe ngoài ô thành phố Minneapolis, người ta mua bán insulin. Ở Mỹ, thuốc này có thể tiêu tốn hàng trăm đô la mỗi tháng dù người bệnh có bảo hiểm. Do vậy, người ta mới tìm đến chợ đen. Chúng tôi không nghèo, nhưng khi ta bị buộc phải trả tiền thuốc, chuyện đó sẽ đưa chúng tôi xuống dưới ngưỡng nghèo. Giờ tôi còn đủ điều kiện, nhưng tôi còn phải tính cho cả đời. Tức là dùng ít insulin hơn liều được kê để dùng được lâu hơn. Cách làm này rất phổ biến ở Mỹ nhưng lại rất nguy hiểm, như trường hợp của Alex qua đời năm 2017, mà theo mẹ anh là cũng chưa phần insulin. Nay người mẹ này vận động người ta hiến insulin tại bang Minnesota. Hiện bà đang trữ được số liều thuốc trị giá 50.000 đô la Mỹ trong tủ lạnh và phân phối cho những ai không mua nổi. Điều tôi làm dĩ nhiên là bất hợp pháp, nhưng việc tôi làm là cứu mạng người. Nhiều bệnh nhân tiểu đường lại có lựa chọn khác, qua Canada láng giềng mua insulin với giá rẻ hơn rất nhiều, chỉ 25 đô la so với 345 đô la khi mua ở Mỹ. Cũng tại Mỹ, các công ty Apple và Broadcom hôm thứ Tư đã bị kết án phải trả 1,1 tỷ đô la cho Viện Công nghệ California vì vi phạm 4 bằng sáng chế. Thẩm phán tại Los Angeles đã kết án Apple phải trả 837 triệu đô la và hãng sản xuất chất bán dẫn Broadcom 270 triệu đô la. Hai công ty này bị kiện vì vi phạm 4 bằng sáng chế và đường truyền Wi-Fi. Viện Công nghệ California Caltech đã bắt đầu các dự kiện từ năm 2016. Trường này khẳng định các sản phẩm Apple như iPhone, iPad hay máy tính Mac có chứa các linh kiện điện tử do Broadcom sản xuất đã vi phạm bằng sáng chế của trường. Trong một thông cáo, Caltech bày tỏ vui mừng trước phán quyết của tòa, lưu ý rằng trường là một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho giáo dục đại học và nhằm mục tiêu bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ để thực thi tốt sứ mệnh của mình. Cả Apple và Broadcom đều cho biết họ đang xem xét kháng cáo. Đường xá gồ ghề và giao thông công cộng thiếu thốn trang thiết bị. Do vậy, người khuyết tật ở Kenya gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển. Những chiếc xe lăn nhập khẩu thì không phù hợp. Chính vì vậy, những chiếc xe lăn điện đặc biệt do một nhà phát minh trẻ người địa phương tạo ra là cứu cánh cho những người khuyết tật tại quốc gia này. Wamae là người phát minh và sản xuất xe Linsel, những chiếc xe lăn điện dành riêng cho người khuyết tật ở Kenya. Xe này rất bền, lại chạy được lâu nhờ pin khỏe. Nó có độ cân bằng tốt do trọng tâm thấp. Nó giảm sốc, giúp việc đi lại trên địa hình gồ ghề thoải mái hơn. Xe chạy cũng nhanh nữa, có thể đi được quãng đường dài mà không cần sạc. Wamae cũng là một người yêu môi trường, vì vậy anh dùng pin thay vì xăng cho các sản phẩm của mình. Pin của xe được lấy từ pin laptop cũ. Anh cũng cố gắng sử dụng càng nhiều linh kiện tái chế càng tốt. Chiếc xe điện ba bánh này tốt hơn xe lăn tay rất nhiều vì nó không dùng xăng và chỉ cần bấm một nút. Tôi có thể đi bất cứ đâu tôi muốn, thậm chí là đi chợ, đến nhà thờ. Những chiếc xe lăn điện hiện tại mất 3 tiếng đồng hồ để sạc và có thể chạy liên tục 20 đến 30 km. Wamae đang cải tiến một mẫu xe mới với pin mạnh hơn, có thể chạy 70, thậm chí là hơn 100 km mới cần sạc. Joao Carlos Martins từng là nghệ sĩ piano danh tiếng nhất Brazil trong nhiều thập kỷ, nhưng một tai nạn và bệnh tật đã ngăn cản ông dùng đôi tay và buộc phải từ bỏ sự nghiệp vào năm ngoái. Dù vậy, nay ông lại có thể chơi đàn nhờ một sáng chế khoa học, đôi găng tay mô phỏng sinh học. Ở tuổi 18, người ta chẩn đoán Martins mắc chứng rối loạn trương lực cơ, một bệnh làm co thắt cơ bắp và ảnh hưởng đến đôi tay.
Sau đó khi chơi thể thao, ông lại bị thương cổ tay, rồi tiếp tục bị tai nạn và chấn thương đầu. Hậu quả, ông chỉ còn có thể chơi piano bằng tay trái, rồi dần dần chỉ còn điều khiển được các ngón tay. Một ngày, nhà sáng chế Ubi Rata Costa xuất hiện với một đôi găng tay công nghệ và hy vọng, mang lại cho Martins chút niềm vui. Nhờ đôi găng tay mới cộng với một con robot từ châu Âu chuyên trách việc lật bản nhạc, Juan Carlos Martin có thể hy vọng một lần nữa có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Một triển lãm đặc biệt trưng bày tất cả những gì liên quan đến công chúa nhạc pop một thời Britney Spears sẽ khai mạc tại thành phố Los Angeles, Mỹ vào ngày mai. Triển lãm mang tên Britney Spears The Zone diễn ra trong một khuôn viên rộng gần 3.000 m2. Tại đây có tất cả 10 phòng trưng bày dựa trên những MV được yêu thích nhất của Britney Spears. Ví dụ như căn phòng này được trang trí như một lớp học dựa trên bản hit đầu tiên của cô, Baby One More Time. Còn trong không gian này, khách tham quan sẽ được trải nghiệm một chuyến thám hiểm lên sao Hỏa dựa trên một bản hit khác, Oops, I Did It Again. Đây có thể nói là trải nghiệm sáng tạo nhất, sống động nhất từ trước đến nay mà người hâm mộ Britney Spears có thể thưởng thức. Bản thân nữ ca sĩ cũng rất ủng hộ hoạt động này. Cô ấy đã tặng chúng tôi một số trang phục biểu diễn và hai vật lưu niệm từ chuyến lưu diễn thế giới Circus. Sau ngày khai mạc, triển lãm sẽ mở cửa vào thứ Hai và thứ Tư hàng tuần, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Tiếp theo trong chương trình, giao thông thành phố Hồ Chí Minh thông thoáng trong ngày đầu tiên người dân trở lại làm việc sau Tết. Một tàu cá của ngư dân tại Quảng Ngãi đang neo đậu bất ngờ bốc cháy, thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự. Hôm nay là ngày đầu tiên người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ghi nhận tình hình giao thông tại các khu vực cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh trong sáng sớm nay khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tại các nút giao thông phía đông như cầu Sài Gòn, ngã tư Bình Triệu, ngã tư Hàng Xanh, trong sáng nay lượng xe tham gia lưu thông khá ít. Nhiều người đã chủ động trở về thành phố từ chiều tối hôm qua. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại nhưng mà tình hình giao thông khá vắng vẻ, đường đi rất là thông thoáng. Sáng nay thì nó vô cũng đông nhưng mà giờ thì vắng. Còn tại bến xe Mường Đông, lượng xe từ các tỉnh đổ về rất ít, hành khách cũng vắng vẻ hơn so với mọi năm. Đến rạng sáng nay, đơn vị này đã đón hơn 50.000 lượt khách trở lại thành phố làm việc. Trước đó, đơn vị cũng đã chuẩn bị nhiều phương án tăng cường phối hợp để nhanh chóng giải quyết ùn tắc cục bộ, tạo sự thông thoáng cho xe ra vào bến. Dự báo từ hôm nay đến mùng 9 Tết, lượng người di chuyển vẫn còn cao do nghỉ Tết, nghỉ phép đến hết tuần. Tối qua, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Tai nạn khiến 3 người tử vong. Theo đó, xe khách giường nằm do tài xế Lê Minh Thanh điều khiển chạy tuyến Pleiku, Sài Gòn đang lưu thông trên quốc lộ 14 hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua thôn An Điền, xã Lam Bilan, thì xe này va chạm với một xe máy bản số 81E108228. Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy, xe khách đi đúng tốc độ làn đường, xe máy đi sai làn đường với tốc độ nhanh đã đâm trực diện vào đầu xe khách. Trong 7 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2020, tỉnh Gia Lai xảy ra 6 vụ tai nạn đường bộ, làm 8 người chết và 7 người bị thương. Cũng trong chiều tối qua, tại tỉnh Đồng Nai, 3 người đã bị thương và thiệt mạng sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A. Vào khoảng 18:30, một người đàn ông điều khiển xe máy bản số 60B4-32065 chở theo vợ và con nhỏ lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng ngã tư Dầu Dây đến thành phố Biên Hòa. Khi đi đến đoạn thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, thì xe này sẽ ra va chạm vào đuôi một xe máy khác đang sang đường. Sau đó chiếc xe máy tiếp tục tông vào một ô tô 7 chỗ lưu thông chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, vợ và con nhỏ may mắn chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khi người dân đang đổ xô trở về thành phố sau Tết nên gây ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hơn 3 tấn mỡ bẩn chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ đã bị thu giữ tại Quảng Ngãi trong sáng nay. Kết quả từ sự phối hợp giữa Công an huyện Bình Sơn và Bộ đội Biên phòng xã Bình Thạnh. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải do ông Phan Đình Quý điều khiển chở 25 bao tải chứa mỡ heo. Số hàng hóa này xuất phát từ nhà bà Nguyễn Thị Luyện, 43 tuổi, ở xã Bình Thạnh. Tiếp tục kiểm tra nhà bà Luyện, tổ công tác phát hiện thêm trên 3 tấn mỡ heo bẩn cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc chế biến mỡ heo.
Cơ sở này không đảm bảo vệ sinh môi trường, nhân viên không được tập huấn đào tạo về kiến thức cơ bản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngày nào cũng có một lượng mỡ lớn nên vì các cơ sở này hết qua trinh sát thì thấy có hơi lò náo, náo và dùng rất là nhiều bom. Kiểm tra chủ nhà cũng như chủ cơ sở này chưa có đăng ký kinh doanh. Toàn bộ số hàng hóa này đã được lực lượng kiểm tra tiến hành thu giữ và sẽ tiêu hủy theo quy định, cũng như lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở này. Trong đêm qua, ngày mùng 5 Tết, một tàu cá của ngư dân tại Quảng Ngãi đang neo đậu đã bất ngờ bốc cháy, thiệt hại từ sự cố ước tính hơn 2 tỷ đồng. Tàu cá QNG90667TS công suất 600 CV do ông Đồ Ngọc Nhi, 30 tuổi, ngụ xã Bình Đông làm chủ tàu, hành nghề câu mực. Khi tàu đang neo đậu chờ thời tiết thuận lợi để ra khơi thì bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Bình Sơn cùng với các lực lượng dân quân và người dân đã tham gia chữa cháy. Đến 22 giờ 30 phút, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Thống kê thiệt hại ban đầu là hơn 2 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Một chiếc cầu treo bằng dây kẽm dẫn đến khu thắng cảnh Suối Đá Giăng, tỉnh Khánh Hòa đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách du xuân. Trong những ngày qua, rất đông người dân đã đổ về đây, càng làm cho cây cầu luôn trong tình trạng quá tải. Khu thắng cảnh Suối Đá Giăng nằm trên tuyến đường lên đỉnh Hòn Bà thuộc huyện Cam Lâm. Muốn đến được chỗ nghỉ chân bên kia suối, mọi người phải đi qua một cây cầu treo bằng dây kẽm này. Cầu dài gần 50 mét được làm bằng thủ công với hàng trăm sợi dây kẽm đang ngang dọc, cột chằng chéo do những cọng dây sắt như tấm lưới để giữ mặt cầu ghép bằng những khúc gỗ. Nó lại không có tay vịn nên khi có người đi qua, chiếc cầu đông đưa, lắc lư như đánh võng. Bên dưới là con suối chảy rất xiết, đầy đá nhọn lởm chởm với độ cao hàng chục mét. Dù nguy hiểm nhưng cảnh đẹp nơi này thu hút rất đông khách tham quan dã ngoại. Vào những ngày lễ, cây cầu trở nên quá tải khi dòng người chen nhau qua lại trên cầu, khó đảm bảo an toàn cho mọi người. Thông tin cập nhật, đến hơn 15 giờ chiều nay, hàng trăm cảnh sát vẫn đang bao vây truy bắt nghi phạm nổ súng khiến nhiều người chết. Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, là một trong hai đối tượng tình nghi gây ra vụ xả súng bắn chết 4 người tại sông Bạc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Năm trăm chiến sĩ cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của công an thành phố đã bao vây khu vực cầu Rạch Kẻ thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi. Khu vực rừng tràm này cách hiện trường khoảng 10 km. Ngoài các lực lượng tinh nhuệ nhất của công an thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ cũng trực tiếp vào chỉ đạo công tác vây bắt nghi can. Các chiến sĩ công an được quyền tiêu diệt đối tượng nếu xảy ra tình huống bị chống trả. Xin được nhắc lại, khoảng 14 giờ chiều ngày 29 tháng 1 đã xảy ra một vụ nổ súng gây thương vong cao tại một sòng bạc ở xã Tân Thạnh Đông. Nghi phạm bắn các nạn nhân đã tẩu thoát, được xác định là Lê Quốc Tuấn, tự Tuấn Thủy, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, là cán bộ nhà tạm giữ công an quận 11. Trước đó, vào sáng nay, công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đã điều tra truy xét vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn, bước đầu xác định nạn nhân tử vong vì bị trúng đạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ sáng, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trên tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông. Theo một nguồn tin, nạn nhân ban đầu được xác định là Vũ Chí T, sinh năm 1980, ngụ quận Thủ Đức. Một cán bộ điều tra cho biết vào thời gian trên, nạn nhân khi điều khiển xe máy đi từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bị một người dùng súng bắn tử vong để cướp xe. Giám định ở hiện trường, cảnh sát thu được vỏ đạn súng quân dụng. Nơi xảy ra vụ giết người cướp tài sản nói trên là cùng địa bàn với vụ án nghi can Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, xả súng ở Sới Bạc khiến 4 người chết tại chỗ và 1 người trọng thương xảy ra trưa 29 tháng 1. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.